bạn nhé. Ta đang ở đây là đang ở công viên Lê Thị Riêng. Xưa thì nó là một cái nghĩa trang đô thành, nhưng bây giờ thì nó đã, cái phần nghĩa trang đã được di rời về Lái Thiêu, Bình Dương. Ở đây thì trở thành một cái công viên văn hóa, là một cái tụ điểm vui chơi giải trí mà được buổi tối thì rất nhiều người họ tới đây để họ vui chơi. Chiên các bạn. Rất là nhiều các cái món ăn. Bây giờ thì có lẽ là ít người nhận ra đây là ít người nhận ra đây là cái nghĩa trang nữa rồi. Bây giờ thì nó khá là sầm uất. Các hoạt động vui chơi thì có lẽ là hôm nào chúng ta sẽ vào đây nhé. Có lẽ là giữa giật đi. Tối chủ nhật có thể chúng ta sẽ vô đây. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn một vòng qua cái khu vực có các cái quán cà phê, gọi là cà phê chân dài đó, cà phê đẹp ở Sài Gòn. Đây, những người đi bán hàng rong nha các bạn, bán bột thịt lộn. Sẽ làm. Đó, ở đây thì có lẽ là cũng có là khá nhiều các cái trò chơi. Đó, họ trắng này. Đó, rất là nhiều các cái trò chơi. Có lẽ bữa nào nó vào đây chơi các bạn nhé. Đây các bạn coi trò chơi gì này, đây ta chơi ở công viên Lê Thị Riêng này các bạn. Các bạn có thể thấy rất là nhiều các cái trò chơi vui đó.
trò chơi gì đấy. Quá đã. Lại.